trang này có thể nói là độ vàng nâng cấp, âm thanh nè, limousine, tất cả ngoại thất nội thất, giá trị của nó lên muốn hơn nửa chiếc xe luôn á anh em. Anh em vừa xem cái clip nâng cấp limousine cho xe Kia Carnival tại Pro Tour nha anh em. Thì xe Kia Carnival này là một xe mới hoàn toàn luôn, chưa biển số và mang qua bên Khá để nâng cấp limousine. Và hiện tại showroom của bên Khá đang có thêm 4 xe nâng cấp limousine nha anh em. Bây giờ tôi sẽ mời các anh em đi một vòng với Khá vào bên trong showroom để tham quan nha. Đây anh em, thì đây là xe Kia Carnival. Khách hàng cũng mới vừa nhận xe, mới bấm biển số xe xong còn dám ăn kẹo, mang qua bên Khá để mà nâng cấp rất là nhiều hạng mục luôn. Thì trong đó thì bên Khá đang làm là cách ông chống ồn trước, cho 4 hộp bánh trước nha anh em. Nâng lên rồi để chờ tháo ra làm thôi. Đây nè, ngoài đây thì là một chiếc Kia Carnival màu trắng. Xe này là độ full lốp xanh luôn nha anh em, mẫu ghế màn hình cảm ứng bên Khá luôn. Bên Khá hiện đã đang làm nội thất bên trong và bên ngoài đó, hai cái đèn led bọc chì rồi nha anh em. Tiếp theo đây là chiếc Toyota Alphard, thì bên Khá đang làm cách âm chống ồn cho nó. Vật liệu cách âm là Silent Pro của Nga nha anh em. Thì bên Khá là hiện là một ngày là cách âm chống ồn dao động nó từ khoảng là 2 đến 3 xe. Tất cả khách hàng đến đây đều chọn vật liệu cách âm Silent Pro của Nga hết nha anh em, được bên Khá nhập khẩu trực tiếp chính hãng từ Nga về luôn. Đây, tiếp đây là một con Kia Carnival của khách hàng ở Đà Nẵng, mang vào bên Khá là nâng cấp full lốp xanh luôn. Bên Khá hiện đã thay mặt cái lăng trước trên dưới cho anh rồi, thì phụ kiện Carnival được bên Khá cũng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc về luôn nha anh em. Đây, cái lít hàng của xe này là tương đối bị khủng luôn á anh em. Đó, có ghế limousine nữa nha anh em. Đây là một trong những xe độ cũng rất là khủng luôn. Bên đây là chiếc Hyundai Creta, thì đang nâng cấp âm thanh để đi thi cuộc thi âm thanh khu vực châu Á ở ngoài Hà Nội nha anh em. Đây, giới thiệu với các anh em, đây là chuyên gia người Ukraine đang lắp đặt dàn âm thanh này. Đây là một dàn âm thanh có thể nói là khủng nhất của Pro Tour. Và trong cùng đây là chiếc xe Kia Carnival luôn, biển số 47 nha anh em, mang đến Pro Tour cũng làm rất là nhiều món luôn. Đây, để khách xem cái đơn hàng nha. Đây nè anh em, đơn hàng này cũng làm rất là nhiều món luôn. Đấy, tiếp theo nữa, mép bên trong đây anh em, đây là phòng mà trưng bày ghế limousine bên Khá. Mời các anh em vào bên trong để xem thử nha. Đó, đây là khu vực trưng bày limousine bên Khá. Thì thời gian tới bên Khá sẽ ra rất là nhiều mẫu mới luôn. Anh em có thể đến đây để trải nghiệm, ngồi trên ghế, trải nghiệm tính năng của ghế xem nó có ok không nha anh em. Ngồi để cảm nhận xem nó có im hay không. Mười mấy mẫu ghế là anh em. Cho nên là sắp tới là anh em cứ đến đây và cảm nhận nha, đầy đủ hết. Ở đây Khá mời các anh em qua khu vực bên đây, khu vực nơi mà làm ra những siêu phẩm limousine ở bên Khá. Đây cái nhà cái bên này Khá thuê cũng lâu, khá lâu rồi anh em, nhưng mà mới thông cái cửa, chưa kịp hoàn thiện. Chính vì khu vực thi công cho nên nó cũng còn khá là lộn xộn anh em.
Đó, thì các anh em nhân viên kỹ thuật ở bên Khá là có hơn 10 năm kinh nghiệm. Đây chính là những người thợ tạo ra những bộ ghế limousine mà các anh thấy căng bóng đẹp là những người thợ này nha. Đây là anh em mút. Mút ghế bên Khá là được đổ khuôn 100% luôn nha, không cắt, không đắp dế gì cả. Đây là cái phần mà ghế chuẩn bị Khá làm để trưng bày nha anh em. Rồi, Khá cũng như tập thể anh em Pro Tu cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Hẹn anh em trong một video clip gần nhất mà Khá dành cho một chiếc xe Kia Carnival ở Hà Nội. Xe này có thể nói là độ vàng nâng cấp, âm thanh nè, limousine, tất cả ngoại thất nội thất, giá trị của nó lên muốn hơn nửa chiếc xe luôn á anh em. Đó, Khá bật mí các anh em, hẹn các anh em ở clip sau nha.